Mức hỗ trợ đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp được quy định tại Điều 22, Nghị định 58 năm 2024 của Chính phủ, cụ thể như sau. Nội dung hỗ trợ: xây dựng giống, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng, xây dựng trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao, xây dựng vườn ươm giống. Mức hỗ trợ: hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư đối với một dự án hoặc công trình được quy định tại khoản 2, điều 22, nghị định 58 năm 2024 của Chính phủ, nhưng tối đa theo mức quy định sau đây. Tối đa 55 triệu đồng trên 1 hecta đối với xây dựng rừng giống trồng mới có diện tích từ 2 hecta trở lên, vườn giống trồng mới có diện tích từ 1 hecta trở lên. Tối đa 25 triệu đồng trên 1 hecta đối với xây dựng rừng giống chuyển hóa có diện tích từ 1 hecta trở lên, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng có diện tích từ 500 m² trở lên. Tối đa 5 tỷ đồng đối với một dự án hoặc công trình xây dựng trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao có quy mô sản xuất tối thiểu 1 triệu cây một năm. Tối đa 300 triệu đồng đối với một dự án hoặc công trình xây dựng mới vườn ươm giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô với diện tích đất xây dựng vườn ươm tối thiểu 0,5 hectare.